Hôm nay thì mình bộ vỏ đấy, cho anh em xem qua bộ vỏ. Xước quá nhiều luôn. Vỏ này đời này thì nó off ép hơn đời trước, à đời đầu. Đời đầu nên nó off ép hơn hẳn các đời Winner sau này, Winner X4 làm chắc chắn hơn. Hôm nay tính lên chỗ em Thanh Văn Thành để lắp bộ vỏ mới đây. À còn bộ côn nữa. Bộ côn này mình thay cũng phải cũng được một thời gian rồi. Xe này nói chung là bộ vỏ này là mình đi được 5 năm rồi. Đấy, đang muốn thay thì nó cũng quá bẩn quá rồi. Chưa gì rồi. Đông trước sau hấp sáng là sáng hay là nghỉ cơ á bộ này mình lắp cũng phải khá là lâu rồi, từ 4 năm từ lúc mà hai vạn mấy. Đây là bộ nhông mới của mình này. Nhông mới này cũng dùng nhông Recto như đợt trước, Made in Thái Lan. Còn xích này là vẫn là xích cũ. Nhông trước sau đều là Recto hết. Mình đang tính lên Shizuka TFX. Nghe anh em nói nhiều khen nhiều về cái loại xích TFX nên tính để thay loại này. Đông trước là Recto, cũng một Recto. Hôm qua mình vừa lắp cái nhông của chỗ em Gap, nhông Recto, vừa thay bộ nhông xong. Đi rất là thích anh em ạ. Chỉ có là cái xích này là phải chặt bớt một mắt đi. Nhưng nói chung là thay được bộ nhông mới đi sướng thật sự, tự tin. Nhông mới rất là dày, dày hơn hẳn. Ngoài ra mình cũng thay cả cái cao su giảm giật bên trong nữa. Đi cũng lâu rồi, thay hình như nhớ đợt trước là từ khoảng 2 vạn mấy cái cao su đấy. Đến bây giờ là 57.000 cây, gần 60.000 cây. Đi cũng được một dàn, tốt nhất là thay đi. Ra mình cái xích TFX mình cũng tính định thay đây, nhưng mà cái xích này TFX thì phải chăm nhiều hơn là cái xích Recto này. Xích TFX ngon thì ngon thật, rất nhiều anh em đi từ giờ đã thay từ rất lâu, cách đây phải tầm 3-4 năm rồi, đã rất nhiều anh em đi xích TFX trên xe Winner rồi. Nhưng mà cái xích đấy đòi hỏi người dùng là phải chăm bẵm thường xuyên cơ. Nên là anh em nào mà đi xe mà không muốn phải chăm nhiều, chăm kỹ quá thì cứ dùng lại là xích thường, xích của rất to này cũng được. Ở đâu? Xích này là của Hodaka. Đó, đây là tên này. Nói chung là về bộ nhôm xích thì là ok rồi.